Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa quý vị khách quý cùng toàn thể nhân dân, lời đầu tiên thay mặt ban tổ chức cùng các nghệ sĩ, diễn viên đoàn nghệ thuật biểu diễn ngày hôm nay xin phép gửi toàn thể quý vị lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa toàn thể quý vị, mùa xuân là khởi đầu của một năm mới và cũng là mùa mang tới những hy vọng, những nguồn sức sống mới căng tràn. Đất nước đang độ vào xuân, thời điểm kỳ diệu của mùa xuân khiến tâm hồn con người bừng lên sức sống mới. Hàng năm vào ngày mùng năm Tết Nguyên Đán, khi những cành đào xuân còn đang đâm lộc nở hồng thì người Hà Nội lại nô nức tham gia lễ hội gò Đống Đa. Đây là lễ hội mừng chiến thắng lẫy lừng trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc ta do Hoàng đế Quang Trung Nguyễn Huệ lãnh đạo. Lễ hội là dịp sinh hoạt văn hóa vui tươi, lành mạnh, nơi gặp gỡ giao lưu của các tầng lớp nhân dân thủ đô nhằm giáo dục thế hệ trẻ hôm nay luôn ghi nhớ công ơn đối với người anh hùng Quang Trung Nguyễn Huệ cũng như những cống hiến của ông đối với lịch sử đất nước và lịch sử Thăng Long Hà Nội. Kính thưa toàn thể quý vị, được sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp lãnh đạo, lễ hội Gò Đống Đa năm 2024 đã diễn ra trong 3 ngày từ mùng 5 đến mùng 7 Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024 với nhiều chương trình sinh hoạt văn hóa phong phú và đặc sắc. Và ngày hôm nay, Công viên Văn hóa Đống Đa long trọng tổ chức chương trình ca múa nhạc Mừng Năm Mới Xuân Giáp Thìn 2024 và mừng thành công lễ kỷ niệm 235 năm chiến thắng Ngọc Hồi Đống Đa. Kính thưa toàn thể quý vị, về dự với chương trình biểu diễn nghệ thuật của chúng ta ngày hôm nay, xin trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo. Trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Đống Đa. Về phía đoàn nghệ thuật, xin trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của bà Lê Thị Liên Hương, trưởng đoàn nghệ thuật Hương Sắc Việt, tổng đạo diễn chương trình biểu diễn nghệ thuật trong buổi tối ngày hôm nay. Vâng, và tiếp theo chương trình, xin được trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Đống Đa và đồng chí Vũ Thị Thanh Hương, trưởng ban quản lý Gò Đống Đa lên trao bó hoa tươi thắm chúc mừng và cảm ơn đoàn nghệ thuật Hương Sắc Việt. Trân trọng kính mời các đồng chí và trân trọng kính mời bà Lê Thị Liên Hương, trưởng đoàn đại diện đoàn nghệ thuật Hương Sắc Việt lên nhận những bó hoa tươi thắm. Trân trọng kính mời. Đồng chí Vũ Thị Thanh Hương cùng bà Lê Thị Liên Hương lái lại sân khấu để chụp những kiểu ảnh lưu niệm trong trọng kính mời. Vâng, xin trân trọng cảm ơn các đồng chí ạ. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị khán giả thân mến, thay mặt ban tổ chức, tôi xin phép được tuyên bố chương trình ca múa nhạc Mừng Năm Mới Xuân Giáp Thìn 2024 và mừng thành công lễ kỷ niệm 235 năm chiến thắng Ngọc Hồi Đống Đa xin phép được bắt đầu. Và để mở đầu chương trình, xin mời quý vị cùng đến với một sáng tác của nhạc sĩ Quang Vinh, ca khúc Rạng Rỡ Việt Nam với phần biểu diễn của các nghệ sĩ, diễn viên, đoàn nghệ thuật Hương Sắc Việt. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.
tiệm hương cha ông trên con đường đi tới sáng soi vươn vào niềm tin đây quay cùng thơ lao một đứa linh thiêng bao đời đây con sông cho thiên một cõi non sông Việt Nam thênh thang ngàn mùa xuân đời bay trong nắng ta đi theo chân nghệ sĩ diễn viên đoàn nghệ thuật Hương sắc Việt với ca khúc Rạng rỡ Việt Nam. Kính thưa toàn thể quý vị, mùa xuân mùa của hoa lá đâm chồi, nảy lộc, yêu thương, hạnh phúc là đề tài cho những tác phẩm nghệ thuật ra đời với những cảm xúc dạt dào, bay bổng và âm nhạc đã vang lên từ những trái tim của những người nhạc sĩ để cho ra đời những ca khúc lắng đọng theo thời gian. Ngay sau đây, xin mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Cung đàn mùa xuân sáng tác nhạc sĩ Cao Việt Bách do ca sĩ Quang Đại biểu diễn. Em che ngọn gió, anh nâng mâm trầu.
em chút nắng vàng. Đường vui đây bước thân cao, tâm hồn lòng gió em ơi, xây đẹp mộng ước tương lai, em biết tên một tiếng. Kính thưa toàn thể quý vị, ca khúc Mùa Xuân Đầu Tiên của cố nhạc sĩ Văn Cao luôn luôn đánh thức lòng ta mỗi khi Tết đến xuân về, đem theo nỗi niềm bâng khuâng với những giai điệu đem đến cảm xúc êm dịu mát lành, nhưng sau đó là những chiêm nghiệm về lịch sử, về thân phận đất nước và con người. Xin mời quý vị cùng lắng nghe lại những giai điệu nhẹ nhàng du dương đó qua phần biểu diễn của các ca sĩ nữ đoàn nghệ thuật Hương Sắc Việt. Người mẹ nhìn đàn con nay đã về.
mùa xuân theo em về. Mùa bình thường, mùa vui nay đã về. Mùa xuân mơ ước ấy xưa có về đâu? Vẫn gọi bay trên sông, ngã đã gãy chưa bên sông. Một trưa nắng thôi hôm nay mênh mông. Dần dịu mùa xuân theo em về, người mẹ nhìn đàn con nay đã về. Mùa xuân mơ ước ấy đang đến đầu tiên, nước mắt trên vai anh, gió sẽ ấm đôi vai anh, niềm vui phút giây như đang lòng anh. Ôi giờ phút yêu quê mùa xuân theo em về. Mùa bình thường, mùa vui nay đã về. Mùa xuân mơ ước ấy xưa có về đâu? Vẫn gọi bay trên sông, ngã đã gãy chưa bên sông. Một chiều nắng thôi hôm nay mênh mông. Vẫn gọi bay trên sông, ngã đã gãy chưa bên sông. Vâng, xin cảm ơn các nghệ sĩ đoàn nghệ thuật Hương Sắc Việt. Kính thưa toàn thể quý vị, một mùa xuân hòa bình nữa lại về trên quê hương đất nước Việt Nam. Mùa xuân gắn liền với sự đoàn viên, sum họp, với quốc thái dân an, với cội nguồn dân tộc. Và vì vậy, mùa xuân thường đồng nghĩa với hòa bình và khát vọng hòa bình. Xin mời quý vị cùng đến với ca khúc Mùa Xuân Trên Quê Hương, sáng tác nhạc sĩ Hoài Mai do ca sĩ Thùy Dương thể hiện. Thank you.
Vâng, xin cảm ơn ca sĩ Thùy Dương. Kính thưa toàn thể quý vị, một mùa xuân nữa lại về, trăm hoa lại đua nở, muôn cây lại đâm chồi nảy lộc. Như một quy luật của tự nhiên sau những ngày đông giá lạnh, dường như mùa xuân luôn thôi thúc con người khát vọng hướng tới những điều mới mẻ, kỳ vọng về những thay đổi và thành công mới. Xin mời quý vị cùng đến với tiết mục múa Khát vọng mùa xuân do các nghệ sĩ đoàn nghệ thuật Hương sắc Việt biểu diễn. Bao đời Tây Hồ lấp lánh trong lời mẹ ru, sông Hồng nặng những ưu tư, nổi chìm cơn lũ phù sa đắp bồi. Một thời khói lửa bom rơi, kiên gan bản lĩnh sáng ngời chí nhân. Làng hoa rực rỡ vườn xuân, ngát xanh làm lúa hương đêm thơm nồng. Rộn ràng thành phố bên sông, hương sen thơm ngát mênh mông Tây Hồ. Đất rồng bay, đất cây nô, ngàn năm văn hiến bây giờ là đây. Nhìn càng đắm, ngắm càng say, bốn mùa hương sắc vẹn đầy yêu thương. Xin cảm ơn các nghệ sĩ và nghệ thuật Hương sắc Việt.
Kính thưa toàn thể quý vị, Hà Nội 36 phố phường từ lâu đã trở thành biểu tượng đặc trưng của lịch sử và văn hóa thủ đô. Những con phố không chỉ là nơi diễn ra các cuộc sống hàng ngày của người dân, mà còn chứa đựng nhiều câu chuyện lịch sử, văn hóa thú vị của mảnh đất ngàn năm văn hiến. Xin mời quý vị cùng ghé thăm mảnh đất ngàn năm văn hiến này qua nghệ thuật sẩm truyền thống của dân tộc, tác phẩm Hà Nội 36 phố phường do nghệ sĩ Hiền Thảo và nghệ sĩ Tô Minh Cường biểu diễn. Vâng, xin cảm ơn nghệ sĩ Hiền Thảo và nghệ sĩ Tô Minh Cường. Và ngay sau đây,
mời bạn đến thăm quê hương tôi, nơi sóng vỗ dạt dào, nơi có rừng dừa xanh ngắt, những đồng lúa dập dờn biển cả, một đất nước của rừng vàng, biển bạc. Ca khúc Việt Nam quê hương tôi, sáng tác nhạc sĩ Đỗ Nhuận, do các ca sĩ Việt Dũng, Quang Đại và Hải Minh biểu diễn. Bạn ơi hãy đến quê hương chúng tôi, ngắm mặt biển xanh xa tít chân trời, nghe sóng vỗ dạt dào biển cả, vũ phi lao gió thổi bên bờ, buông vươn cánh vườn sóng dừa xanh xa tít chân trời, người thiếu nữ dạt dào tình trẻ, dáng xinh tươi đang tuổi yêu đời, lòng trai tráng rộng lớn như biển khơi, với cánh tay dựng mùa xuân đã tới quê hương chúng tôi, mía ngọt chè xanh bông trắng lưng đồi, đồng xanh lúa rậm rờn biển cả, tiếng vũ ai ru con ngủ ru hời, đồng xanh lúa thẳng cánh bay cò Việt Nam yêu dấu xanh xanh lũy tre, suối đổ về sông qua những nương tre, dòng sông cuốn dồn về biển cả, lứa thanh niên huy hoàng cuộc đời. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, và ngay sau đây xin mời toàn thể quý vị sẽ cùng quay lại trở lại với loại hình nghệ thuật dân gian hát sẩm, với một nhạc phẩm mang tựa đề Cô Hàng Nước, với phần biểu diễn của ca sĩ Kim Liên và Huỳnh Quý. Xin trân trọng kính mời. Giàu nghèo ai cũng, giàu sang ai cũng ước ao, thật nghèo em phải bán rau tối ngày. Sau đây xin quý vị thưởng thức một làn điệu sẩm Cô Hàng Nước, sáng tác của nhạc và lời của Văn Minh, được thể hiện qua hai nghệ sĩ Kiều Liên và Phụng Quý. Xin các quý vị cho một tràng pháo tay cổ vũ cho hai nữ nghệ sĩ.
không nữa. Thế đời còn chi, sao cô cũng chẳng hay suy. Hương sắc Việt. Cây có gốc, nảy cành xanh ngọn, nước có nguồn bể cả sông sâu. Người ta sinh trưởng bởi đâu, gốc là tiên tổ, ơn sâu rõ ràng. Tết đến xuân về là dịp để con cháu bày tỏ tấm lòng tri ân, ghi nhớ công ơn của tổ tiên. Xin mời quý vị cùng đến với tác phẩm Nhớ ơn tiên tổ do nghệ sĩ Tô Minh Cường biểu diễn. Trường bởi đâu ý ta người ta sinh trường bởi đâu gốc là tiền
quân tiên tổ, đời đời hương khói cửa nhà ta. Dòng đi dõi chân anh ngày nay, nước tiên thơm dành ơn ai vùng giới cho cánh nở Cường. Kính thưa toàn thể quý vị, mùa xuân năm Kỷ Dậu 1789, nghĩa quân Tây Sơn dũng mãnh dưới sự chỉ huy của người anh hùng áo vải Quang Trung Nguyễn Huệ đã tiến công thần tốc, đánh tan hàng vạn quân Thanh xâm lược, giải phóng kinh thành Thăng Long, giành lại độc lập tự do cho dân tộc. Chiến thắng đó thể hiện khí phách Việt Nam là kết tinh của linh khí núi sông và chí khí anh hùng của thế hệ người con dân Việt. Xin mời quý vị cùng sống lại không khí hào hùng, chiến thắng giặc ngoại xâm với sức mạnh và bản lĩnh Việt Nam theo chiều dài lịch sử qua một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Quốc Thắng, ca khúc Hào khí Việt Nam do các nghệ sĩ diễn viên đoàn nghệ thuật Hương sắc Việt biểu diễn.
Vâng, xin cảm ơn các nghệ sĩ đoàn nghệ thuật Hương Sắc Việt.
Kính thưa toàn thể quý vị, đất nước ta có kho tàng nghệ thuật dân tộc vô cùng phát triển với những nhạc cụ phong phú. Có một nhạc cụ rất đơn sơ, chỉ có một dây thôi, thô sơ, mộc mạc nhưng lại phát ra những âm thanh vô cùng lôi cuốn. Đó chính là đàn bầu. Đây là cây đàn truyền thống của người Việt Nam đã đồng hành với dân tộc ta qua biết bao thăng trầm và biến động lịch sử, ngấm nhuyễn vào từng âm điệu dân gian, vào từng lời ca du hời ả ơi của mẹ, bế bồng tâm hồn mỗi chúng ta hòa vào dòng suối linh thiêng của nguồn cội. Và tiếp theo chương trình, ngay sau đây xin trân trọng kính mời toàn thể quý vị hãy cùng thưởng thức những âm thanh thánh thót của cây đàn bầu qua phần độc tấu nhạc phẩm Vì Miền Nam, một sáng tác của nhạc sĩ Huy Thục do nghệ sĩ Hà Thao biểu diễn. Thank you.
sĩ Hà Thao. Hàng năm cứ mỗi độ xuân về đem theo một bầu không khí mới, thời tiết mát mẻ dễ chịu, cây cỏ đâm chồi nảy lộc, nở hoa, con người lại cảm thấy phấn khởi rạo rực, nhịp sống như được tăng lên gấp bội. Bởi vì mùa xuân là dịp tổng kết một năm cũ, bắt đầu một năm mới với bao điều diệu kỳ và may mắn. Và mùa xuân cũng là mùa người người đi chảy hội. Xin mời quý vị cùng chảy hội xuân đầu năm với giọng hát của các nghệ sĩ, diễn viên đoàn nghệ thuật Hương Sắc Việt. Yeah.
Sĩ đoàn nghệ thuật Hương sắc Việt. Kính thưa toàn thể quý vị, khi những triền núi miền biên cương bừng thức màu trắng tinh của hoa mơ hoa mận, cỏ danh vàng ửng trên những vạt nương ngô, màn sương đặc quánh răng mắc khắp không gian, cũng là lúc đồng bào vùng cao Tây Bắc cùng nhau xuống chợ ngày xuân. Xin mời quý vị cùng đến với phiên chợ chào đón một mùa xuân mới qua một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Tiến, ca khúc Phiên chợ ngày xuân do ca sĩ Dương Hợp và Lan Anh và Lan Phong cùng tốc múa biểu diễn. Kính mời quý vị cùng thưởng thức. Thank you.
anh, theo anh về bàn nghệ sĩ đoàn nghệ thuật Hương sắc Việt. Kính thưa toàn thể quý vị, nhạc sĩ Xuân Hồng được mệnh danh là nhạc sĩ của mùa xuân. Chúng ta hãy cùng đến với một bức tranh mùa xuân được thêu dệt bên khung cửa với câu chuyện tình yêu đôi lứa cùng vẻ đẹp thanh xuân khiến vạn vật phải chiêm ngưỡng. Ca khúc Mùa xuân bên cửa sổ do ca sĩ Phan Anh và Thanh Thái biểu diễn. theo về ôi hạnh phúc
đâu chỉ có cơm ngon và áo đẹp. Mùa xuân đâu chỉ có hoa thơm và nắng hồng. Cuộc đời con có bao nhiêu nỗi. Khi tạm biệt mùa xuân, anh lính về biên giới. Cô gái vào ca ba. Làm xa từng ngày qua, lòng thiết tha thầm nhớ. Họ vững tin rồi mùa xuân sẽ quay về. Ôi hạnh phúc cô thợ ấy đơn sơ mà thắm nồng. Tình yêu toàn thể quý vị, ca khúc Omeli của nhạc sĩ Văn Phụng là một bài hát có ca từ và giai điệu vui nhộn nhất trong thập niên 70 trở về trước, được ra đời từ năm 1948, gần một thế kỷ trôi qua nhưng vẫn không làm tắt được ngọn lửa nhộn nhịp có trong bài hát, được trộn lẫn với giai điệu phương Tây làm người nghe cảm thấy tràn đầy sức sống và yêu đời hơn. Xin mời quý vị cùng đến với không khí vui nhộn đó qua giọng hát ca sĩ Hồng Luyến và vũ đoàn Hương Sắc Việt. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ơn các nghệ sĩ. Và để tiếp nối chương trình, xin mời quý vị cùng đến với những giai điệu vui tươi tràn đầy sức sống của tình yêu đôi lứa với một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Tùng, ca khúc Lời Tỏ Tình Mùa Xuân với phần biểu diễn của ca sĩ Thanh Thái.
cảm ơn ca sĩ Thanh Thái. Kính thưa toàn thể quý vị, tác phẩm múa Hồn Gió Việt là những câu chuyện, những cảm nhận khác nhau của con người về tình yêu, về cuộc sống, về quê hương đất nước và cội nguồn văn hóa Việt. Ai cũng có một gia đình để gần gũi yêu thương, một miền quê để da diết khắc khoải nỗi nhớ, một hồn Việt để tự hào, để trở về. Ngay bây giờ, xin mời quý vị cùng đến với phần biểu diễn của các nghệ sĩ đoàn nghệ thuật Hương Sắc Việt với tiết mục múa Hồn Gió Việt. Sen vẫn thế, âm thầm và lặng lẽ, rồi một mai bừng sáng giữa khung trời. Từ sâu thẳm chốn buồn lầy đất mẹ, ngát hương sen nét đẹp chẳng phai phôi.
xin cảm ơn các nữ nghệ sĩ. Ca khúc Trước Ngày Hội Bắn là sáng tác nổi tiếng của liệt sĩ nhạc sĩ Trịnh Quý. Bài hát có giai điệu dựa trên giai điệu dân ca các dân tộc miền núi Việt Bắc, là một lời hẹn ước của đôi trai gái yêu nhau trước khi bước vào ngày hội vui của các nam nữ quân dân miền núi phía Bắc. Xin mời quý vị cùng đến với ngày hội bắn của vùng núi Việt Bắc qua tiếng hát ca sĩ Việt Dũng và Lê Hằng. Cùng em có anh là lại tin
cây súng đang ngồi bên nhau. Mùa xuân hoa thắm núi đôi, rừng xanh im bóng hai người và hai cây súng đang ngồi. Hãy nắm tay nhau vai kề vai, chung sức xây dựng đất nước ngày càng vươn cao vươn xa. Hát vang mãi khúc hát bên nhau, ca múa cho cuộc đời mãi mãi đẹp tươi. Ca khúc Hương sắc Việt niềm tự hào, sáng tác nhạc sĩ Doãn Vĩ với phần biểu diễn của tốp ca nam nữ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hương sắc Việt niềm tự hào đã khép lại chương trình ca mối nhạc chào mừng năm mới Xuân Giáp Thìn 2024 và mừng thành công lễ kỷ niệm 235 năm chiến thắng Ngọc Hồi Đống Đa. Một lần nữa xin được gửi đến toàn thể quý vị lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, chúc mừng năm mới 2024, chúc quý vị có một năm mới thật may mắn và thành công. Và ngay sau đây, xin trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo cùng toàn thể quý vị đại biểu khách quý sẽ lên sân khấu để lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt đẹp của buổi tối ngày hôm nay cùng các diễn viên nghệ sĩ đoàn nghệ thuật Hương Sắc Việt. Trân trọng kính mời các đồng chí